hôm qua như đức gặp một cái cô này cô nuôi ba của cô lớn tuổi già cô nói như đức một câu rằng đúng rõ ràng khi mà mình nuôi người già mà mình có góc độ nhìn cái khổ của họ và nghĩ sau này mình già mình cũng có cái khổ này mình chỉ cần nghĩ gì một cái thì tự nhiên mình xuyên niệm phật lắm thầy mình không có dám giải đại vì chính con nuôi ba con con thấy tuổi già đúng là vất vả thiệt khổ thiệt bây giờ muốn dạy niệm phật không hiểu không nghe miệng mồm thì nói lắp mắt mà khó nghe nói không được ổn đầu óc thì lại mê mờ nên con nhìn từ ba con tự nhiên con hồi tưởng sau này thì tới con cũng già con nghĩ nếu tới tuổi già mà mình như vậy thì đúng là thê thảm quá một đời mình đi qua dù <laughs> có đạt được danh lợi địa vị gì, được nhiều người khen gì đi chăng, thì kết cục của con người vẫn là thế. Nên con nhìn từ ba con tự nhiên, <laughs> con nhẹ nhàng hoàn toàn, con không buồn giận ai, con không muốn buồn giận nữa. Như Đức cũng từng nói rằng chùa mình rất nhiều người già, mỗi một điểm chùa thì có một khu mà những người lớn tuổi yếu có ban bệ chăm lo riêng ăn riêng tiện bề chăm sóc thì người trong chùa mình á, nhìn nhận tiện bề với mình chỉ cần ngồi ăn cơm mình nhìn người già chống gậy qua ăn cơm thôi hoặc người già bưng tô cơm ăn mình nhìn mình cũng hồi tưởng tương lai mình cũng già như vậy Nên mình nhìn nhận tuổi già khó tu như vậy Mình còn trẻ mình rất là may mắn Mình gặp được Phật Pháp Mình trân quý Mình cố gắng Đợi <laughs> tới già khó tu lắm Nên những con người còn trẻ mà Phát tâm đi tu Có khi cha mẹ không hiểu cản trở Vì họ không hiểu Còn mình là người hiểu Mình cố gắng giống như bữa đó có đứa bé này nó mười mấy tuổi muốn đi tu cha nó thì nhìn nói chuyện cũng có đạo đức nhưng mà về mặt thế gian thì ta nghĩ đứa con còn nhỏ quá giờ đi tu không chắc chắn biết tu có được hay không tu tu không được rồi về học học cũng không được Tất cả những người làm cha làm mẹ chúng ta thường bận tâm, lo nghĩ những chỗ này nhiều. Nhưng nếu học Phật sâu sắc hiểu thì tin 100%. Mỗi một con người nó đều có số mệnh. Có những người người ta kỹ vô cùng người ta muốn đặt để con người ta. Chuẩn luôn đó quý vị. Nhưng cuối cùng thì cũng không có được theo ý nguyện của người ta đâu. Còn có những người người ta đâu có biết đặt để con người ta gì đâu Nhưng mà cái sự việc của con người ta Nó lại Đạt được thành quả rất là cao Còn hơn được sự đặt để Con người ấy, Nó có số mệnh Nó có nhân quả Nó có phước duyên khác nhau hết nên mình làm cha làm mẹ thì tình thương mình dành cho con cái mình nghĩ ngỡ lo đủ chuyện, <laughs> mình nghĩ năm xưa cha mẹ mình cũng nghĩ cho mình như vậy, thì trong gia đình mình 4 năm anh em 5 6 anh em, mỗi người cũng có một nghề nghiệp, khi cha mẹ cũng mong muốn con như vậy như vậy nhưng mà khi nó cũng không được như vậy, thì tới đời mình nếu mình nghe được Phật pháp <laughs> mình nên thông suốt cái này một chút. Mình thông suốt chỗ này để mình cởi mở cái tâm nó ra Không phải là mình không có sắp xếp cho con Mình không thương con Nhưng mình tin sâu nhân quả Khi mình tin sâu nhân quả rồi thì Cái tâm trạng mình làm cha làm mẹ mình cũng nhẹ Thoáng Khi tâm trạng mình làm cha làm mẹ mà nhẹ Mà thoáng được Thì giống như cái gốc cây nó đã tươi tốt rồi Thì cành lá qua quả xâm xê Nên cái người mà phát tâm đi tu Cái chí nguyện mình nó phải mạnh Chí nguyện phải cực kỳ mạnh Từ xưa tới nay Nhiều vị đi tu cũng đều thị hiện Tại vì thế gian nghe nói cái chuyện đi tu Thì ít ai chấp nhận Nên bữa đó người cha đó nói một câu Để về bàn với bên nội bên ngoại Người lớn đâu này kia nhà Đức nói một câu Anh bàn thì anh cứ bàn Tại vì anh không muốn con đi tu Chưa muốn nó đi tu thôi Chứ ngoài ra là cái chuyện mà bàn với Người lớn thì thôi chịu thua đi Không có bao giờ chấp nhận Dù đời của họ Bước qua từng đời khổ đau Nhưng họ vẫn là Con cháu phải ở ngoài đời Có vợ có chồng Dù đời họ để lên bằng căn Khổ vui khổ là nhiều dữ lắm nhưng họ vẫn là lao cho con cháu cái việc phải đờ có nhiều người nghĩ đi tu là tiêu người không làm được gì mới đi tu từ xưa tới nay bao nhiêu người có duyên được gặp phật pháp làm những việc kinh thiên động địa trong phật pháp <laughs> lợi ích lớn vô cùng Như bản thân như Đức Ngoài đời không phải là không làm được gì Làm được Nhưng mà nó lại hư Nếu như Đức sống ngoài đời Tiếp tục thì bây giờ càng ngày càng khổ Thăng tàn má dại Nhờ như Đức gặp Phật Pháp Mà những Đức có được ngày hôm nay Thương yêu lo lắng người già Dạy dỗ trẻ em Thấy rõ ràng là Con đường như Đức đi tu Có thành quả và vui vẻ An lạc, tự tại Và nhiều người trong chùa mình sống đều có niềm vui Rất là lớn Nếu như những Đức mà không gặp Phật Pháp thì tiêu Thua Nên cái người mà muốn chọn đường đi tu phải phát cái chí nguyện cho nó cực kỳ mạnh từ xưa tới nay từ thờ đức phật còn thể thế đức phật là thái tử ngày đi tu ngày cũng chốt gia đình mà đi Rồi sau này từng bậc cao tăng có nhiều vị cũng thể hiện như vậy ngày hư văn cũng vậy cha mẹ cũng đông đồng ý đâu không đồng ý ngài cũng đi nhiều vị tại vì cha mẹ thương con con xa mình không chịu nổi muốn cho con gần gũi mình nhưng con lại có chí nguyện của con nhưng cái chí nguyện đó đòi hỏi con người phải có góc độ sâu sắc thì vượt qua cái sự ái tình của gia đình thì mới tiến đến ngôi nhà của như lai được nên đó, nhiều người làm cha làm mẹ mà hiểu được Phật Pháp Thì cái tâm trạng mình nhẹ lắm quý vị Rất là nhẹ Vì hiểu rằng Con mình nó đều có phước duyên của nó hết rồi. Như thầy giảng mình để ý rõ ràng Có đặt để nó cũng không thành công Nhưng là không thành công Còn nó đã có duyên số như vậy Dù bỏ rơi rớt nó cũng thành công Nó đều có duyên số hết Nên chúng ta Đừng có bao giờ nghĩ rằng Cái đặt để của mình là người ta thành công cái bỏ rơ của mình là người ta thất bại chưa chắc như bản thân của những đức ai đặt để những đức dù bỏ lăn bỏ lóc đi chăng nữa cuối cùng gặp phật pháp và tiếp dòng phật pháp tu tới giờ vậy thôi có người nó có duyên số quý vị ơi phải tin chỗ này nên nhiều người làm cha làm mẹ thương con nhưng mà thông chỗ này đi để từng đời đi qua mình đừng có đi theo cái sợi dây từ xưa tới giờ cái nói chuyện cái sợi dây đó từ xưa tới giờ cha mẹ là phải bận tâm gì con cái nặng nề gì con cái nếu như đi ngược lên lại con nên phụng dưỡng cha mẹ con nên phụng dưỡng cha mẹ con nên phụng dưỡng cha mẹ điều là đi ngược lên lại gì còn cha mẹ tùy duyên vào con tùy duyên con đi Cha mẹ lớn tuổi rồi cha mẹ không còn nặng nề lo âu Vì những việc đó nữa Con phục dưỡng cha mẹ Con giúp cho cha mẹ giải thoát Con giúp cho cha mẹ vui vẻ tự tại không? Còn cái này là từng đời đi xuống là ừ, Đi xuống Cha mẹ sinh con, cha mẹ lo cho con Con lớn lên Có gia đình, con lo cho con của con Rồi tiếp tục con cháu của mình từng đời từng đời đi xuống lại nhiều cái lo cho con mình còn hơn lo cho cha mẹ mình mà nó đi xuống lại đi xuống đi xuống 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 giống như nó càng ngày nó càng tụt dốc cái à, nguyên lý tụt dốc chứ không bước lên được đạo đức càng ngày đi xuống này vì sao cha mẹ lo cho con quá nhiệt tình nhưng con mình lại lo cho con của nó nhiệt tình mà lo cha mẹ cho cha mẹ lại không nhiệt tình nên đi xuống đi xuống đi xuống lại nếu như giờ người làm cha làm mẹ mà nghe được phật pháp á sanh con nuôi con không lớn đều cho con học hành đàng hoàng nhưng con có những chí nguyện có những ý nguyện của con nếu việc đó là đúng không sai như đi tu đồ động viên cũng không động viên quá mà cản trở thì cũng không cản trở quá Điều nêu lên sự chọn lựa của con Con có một trách nhiệm với sự chọn lựa này Có một người cha khi con bên Mỹ đi tu Người cha nói Con qua cầu cha rút gián Con ở ngoài đời có củ cải vật chất Có sở học đầy đủ Điều kiện hết luôn Có một gia đình tốt Con đi tu con không có một cái gì ở ngoài đời này nữa chứ Con chọn lựa đi Người con này suy nghĩ Quyết định đi tu mất tất cả người cha được con cứ đi tu sau này cha mẹ cũng vô chùa tu luôn bên mỹ về việt nam tu luôn khi về lại việt nam tu thì sau này mắc ở việt nam được hộ niệm đàng hoàng còn người con giờ cũng đang tu nên đó, Mỗi một người chúng ta đều có số phận rõ ràng hết chứ. Nhân duyên chừng nào gặp Phật Pháp Chừng nào tu hành Chừng nào giải thoát nó rõ ràng hết chứ. Nên mình giúp con người Mình nói giúp con người Mình lo con người Mình nói lo con người Nhưng thật sự thì Ví dụ như Đức mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp Đó là tăng thượng duyên với vị Nó bồi dưỡng với vị tăng thượng duyên Cái nhân Cái duyên Nó có sẵn rồi Bây giờ giúp cho nó hạt giống này tưới tẩm cho nó phát triển lên phát triển lên nên nhiều người chúng ta cứ mang một tâm trạng nặng nề trong cuộc đời này nhưng quên mất tiêu khi đến một ngày nào mình lớn tuổi mình già mình chết đi việc của con của cháu mình cũng không giải quyết được người mà biết hiểu biết thì bây giờ mình gây dựng cho con cháu mình có năng lực cánh sinh để sau này một ngày nào mình không còn bên cạnh con cháu mình con cháu mình trưởng thành khi con người ta bỏ lăn bỏ lóc mà lại thành đạt con mình mến tay mến chân mà lại thất bại ăn không ngồi rồi nên người xưa nói khi con cháu giàu sang dung dưỡng có khi cuối cùng lại dễ bị đào thải hơn nghèo 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 nó rèn luyện được cái năng lực sốc còn giàu mỗi ngày ăn sung mặc sướng đụng chuyện gì làm cũng không được đụng cái gì ai la gầy một cái khóc bỏ đi người nghèo thì sức chịu đựng cao bị khổ bị chửi mắng một chút chịu đựng được vì từ nhỏ nó rèn luyện được chỗ này nên người xưa có câu nói hay thương con cho roi cho giọt ghét con cho ngọt cho bùi Ro giọt đây là dạy dỗ Con có lì lợm Bắt cúi xuống dạy đàng hoàng Một roi nhỏ nhỏ Đó là dạy dỗ Một roi để nhắc nhở Dắt cái roi đó Ở vị trí đi qua đi lỡ dễ nhìn Để cho con mình cảnh giác Đó là đúng Chứ không phải là Tức tối lên rồi quýnh con giữa chợ Quýnh con giữa đường Đụng đâu cũng quýnh tán vô mặt đá lên gói cho chỏ sai không đúng quýnh dị là dạy cho có một cái hành động như vậy nên sai không hiểu nên mỗi một người mình á, ở chùa mà nuôi nhiều người già hoặc phật tử đến đây cộng tú mình đi vòng vòng quan sát mình coi bao nhiêu người già khổ vậy mình nhìn tương lai mình cũng già rồi mình nỗ lực mình tu tinh tấn dũng mãnh mình tu vì tới tuổi già cực kỳ khó tu luôn nhiều người cứ quan niệm ngoài đời của người ta nghĩ tới già mới đi tu chứ còn trẻ mà tu gì góc độ sai nói cho có lệ chơi một người còn trẻ đầy đủ chí nguyện chí hước có thể đầy đủ sức để tiếp nhận Phật pháp. Người đã già rồi, làm cái gì cũng không được. Tu hành cực kỳ khó. Bồi dưỡng còn nhỏ là hay nhất. Chí sáng mà. Rèn cho trí nó sáng. Thì nó phát triển được đặc biệt. Nên nhiều người có chí nguyện đi tu là phải tâm nguyện với cực kỳ mạnh phải vượt qua được cái tình cảm gia đình vì mục tiêu mình đi không phải là gì bản thân của mình gì hết mà vì tất cả mọi người nhiều người mình trong chùa mình tu mình độ cả dòng họ người thân được đến phật pháp luôn có khi mình ngoài đời không phụng dưỡng được cha mẹ không dám mạnh dạn đưa tay lên rằng để tôi nuôi cha mẹ tôi vợ thì còn chồng mà chồng thì còn vợ Ít ai hiểu được cái nguyên lý Phụng dưỡng cha và mẹ Là vận may thối thượng nhất Ít ta hiểu được nguyên lý này Nuôi thì cũng nuôi nhưng nuôi cho qua ngày đoạn tháng Nuôi có khi ngồi khổ đau Buồn chán như con khỉ khô Nuôi cái đó là thôi chịu thú Nên người già họ có một chí nguyện Phương hướng này họ tìm Đến chỗ an vui Chùa mà nuôi người già Vừa nuôi thăng nuôi tâm Vừa mặt tâm linh Và cuối đời niệm Phật đưa tiện về thế giới giải thoát đây là sự an vui đặc biệt nên những đức nói rằng nghe pháp là giải tỏa nỗi buồn khổ trong cõi lòng niệm phật là đang hướng đến chỗ giải thoát an vui người mà có một nơi giải thoát an vui mình đến thì người này nhất định không thể chết vì mình biết có chỗ đi về người mà không biết chỗ đi về là người khổ đau Nên dù giàu cỡ nào giàu cũng nên niệm Phật Giàu cỡ nào giàu cũng nên học Phật Để mình có một chỗ đi về Vì sớm muộn mình cũng một hơi thở thở ra Không hít vào mình sẽ biết đi đâu Nên nuôi cha nuôi mẹ Nhìn tuổi già mà lo tu Nuôi người già Nhìn người già mà mình lo tu Vì nhiều người già khổ như vậy Mình đợi tới ngày đó tiêu rồi Mình đợi tới ngày đó Mình sẽ làm sao tiếp nhận được một pháp Có những người già chúng tôi Mình đã lặng rồi nên bản thân những đức cũng đi đến tuổi già Từ từ cũng già thôi Bản thân của mình cũng sẽ không tránh khỏi những Căn bệnh của người già này kia Mọi người có nghiệp duyên khác nhau như đại lão hòa thượng tình không tới tuổi già ngài cũng phải thể hiện như vậy thì nhắc nhở lý vô thường có lần hòa thượng mang mắt kiến giảng pháp thể hiện về tuổi già lay quay đầu năm mấy ngày đi thể hiện về tuổi già nên mỗi một con người chúng ta nghe được đạo góc độ phải cực kỳ sâu nên người xưa người ta nhìn người già ta giác ngộ ta nhìn về chiếc lá rơi người ta giác ngộ ta nhìn cái cây sụp đổ người ta giác ngộ ta nhìn một cái nơi quan tàn ta giác ngộ tất cả những cảnh đây để gọi là nhìn vô thường thấy vô thường để giác ngộ cảnh vô thường nhớ Còn mình thì mỗi ngày mình nuôi người già Mình không quan tâm không để ý ngó ngàng gì đến Mình thấy người già đi lùm cụm Mình cũng không nghĩ tương lai mình như vậy Để nỗ lực mà tu Không phải nghĩ tương lai đó để buồn khổ Mà là nghĩ đó để nhắc nhở mình Thúc đẩy mình dụng mạnh tinh tăng siêng năng niệm Phật Tu hành cầu giải thoát Nên quý Phật tử Muốn tu tịnh độ này cả đời Muốn niệm Phật cả đời không thối tâm Là phải gây dựng tính nguyện tính tâm Cực kỳ mạnh Bỏ tịnh độ thì mình tu cái pháp nào vô nổi đây Ngồi suy nghĩ đi Bỏ tịnh độ rồi mình tu cái pháp nào mình vô nổi đây Mình mà bỏ môn tịnh độ thì còn cái pháp nào mình đi vô nổi đây Tu tu mà mình vô không nổi suy nghĩ đi Nên tổ sư nói rằng pháp môn tịnh độ này thành tụ là ngay tính nguyện Bạn không tính nguyện kiên cố làm sao bạn thành tụ Cái người mà không gây dựng tính nguyện Đủ cái chuyện lo âu sợ hãi bận tâm đủ chuyện mục tiêu mình là niệm phật cầu sanh cực lạc tất cả việc gì trong cuộc đời này thượng duyên mình làm hết lòng còn nghịch duyên nghịch duyên không làm được thì thôi mình mà không gây dựng tính nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc là đời này mình tiêu dù mình làm bao nhiêu việc thiện trong cuộc đời này cũng là phước báo nhân tiên không có được giải thoát không được giải thoát tối ngày mình lo được lo mắt mình lo đủ thứ chuyện bận tâm lo nếu như quý vị giữ được cái tâm bình thản thì vì làm bao nhiêu việc trong cuộc đời này đặc biệt lắm. Bao nhiêu việc trong cuộc đời này bị làm điều đặc biệt hết. Tại vì vì bình tĩnh thì tâm trí bị sát. Có người mà hụt hẳn bận tâm lo âu thì có người này người tối tâm, ngu si. Và tự nhiên không cái còn thể thế người nói rằng có những người tu càng ngày càng thông minh, càng sáng, có những người tu càng ngày càng ngu si. Có không? Có, 100% những đức thấy. Có nhiều người như vậy. Quý vị mà chỉ cần mang tâm lo âu sợ hãi Lo đồ này lo đồ kia Sợ đồ này sợ đồ nọ là quý vị tiêu Học Phật nhưng không có trí tuệ Mang tâm bận tâm lo âu như vậy Thì cuối cuộc đời mình là mê mờ là chắc chắn Có người mà bình tĩnh được Là tin sâu nhân quả Ăn tổ dạy câu đầu tiên là tin sâu nhân quả Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Có những người nói rằng Nhờ mình mà nơi này tồn tại Chưa chắc cái duyên nơi này là nó tồn tại Còn mình là chỉ làm việc đó thôi Còn nơi cái này mà nó đã tan nát Nó không còn tồn tại nữa Dù việc có cố gắng cái nào nó không tồn tại Vẫn không tồn tại Nơi nào chúng sanh được hưởng Phước duyên chúng sanh hưởng Nó kết hợp lại thì chúng sanh được hưởng Khi chúng sanh hưởng hết mà không tạo ra Thì nơi đó tự quan tài Phật Bồ Tát đến thế gian Đến và đi bất chợt các ngày đến và các ngày đi bất chợt nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời cùng chung với các ngài nhưng chúng ta không có nhãn quan để nhìn ra được cuối cùng các ngài đi rồi mình rất là liếng tiếc như hòa thượng hải hiền sư đệ pháp sư hải khánh chứ sư đệ hòa thượng hải hiền Cuộc đời của Ngài Chuyên tâm niệm Phật Sống kham khổ Lúc còn đương thời còn sống Nhiều người xem thường Khi Ngài mất đi để là toàn thắng xá lỡ Làng sớm xung quanh đây là Bồ Tát nè Chết rồi mới thấy ra đây là Bồ Tát Mỗi ngày đến lễ lại cầu sinh Nhưng lúc còn sống Thì khổ cực kham khổ đơn giản bình dị niệm Phật Ít ai ngó ngàng đến còn xem thường Ngài nên mình sống trong cuộc đời này Mình đừng nên dội dàng xem thường ai đó Coi chừng mình xem thường ngay Phật Bồ Tát Nên mỗi một con người mình nhận thức được Thì mình học Phật đặc biệt tuyệt vời lắm ý vị. Nhớ Phải nhớ ai gia đạo Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Phải gây dựng tính nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm Từ cái khó khăn gì cũng từ có vật hiệu này niệm thoát ra Sự cố gì trong cuộc đời này mình cũng niệm Phật An lạc tự tại Ai nhìn mình cũng muốn tu Nhớ Đừng mang một cái tâm trạng chết rồi để sống Nếu như mang tâm trạng chết rồi để sống Vì thì đời này sống vô nghĩa Đừng mang tâm trạng chết rồi để sống Nhớ nghe quý vị Dù gặp sự mất mát Bị bỏ rơi Gặp sự cố gì trong cuộc đời Cũng phải bình tĩnh Bình tĩnh Mỗi ngày vẫn sống vui vẻ Sống tốt vì không sống vui vẻ sống tốt thì cũng mất mát rồi vui vẻ sống tốt có khi nó còn có lại tốt đẹp hơn nhớ nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng phật tử người trong chùa gây dựng tín nguyện cả đời niệm phật không thay đổi dù ai nói gì cũng không dao động tâm quyết tâm niệm phật đời này chúng ta đều phát nguyện sanh cực lạc hẹn gặp ở tây phương cực lạc và ai cũng nên làm việc thiện việc tốt gì cũng nên phát nguyện là hồi hướng cầu sanh cực lạc chúc quý vị an lạc anh di Đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ